Tất cả các anh chị và các bạn thì chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người cái sản phẩm, đó chính là cái sản phẩm mà giúp chúng ta duy trì vóc dáng thon gọn, đó chính là sản phẩm Vinslim V3 ha mọi người ha. Thì hiện tại thì trên thị trường nó xuất hiện rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thì trong cái video này thì Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người tất tần tật về cái hàng chính hãng thì nó như thế nào ha, về cách dùng, thành phần công dụng, và ở phần cuối của cái video này thì Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người cái cách phân biệt thật giả, để khi mà chúng ta mua V3 là chúng ta mua đúng hàng chính hãng, chứ chúng ta không có mua phải hàng giả, hàng nhái ha mọi người ha. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0909647968, để khi mà cần tư vấn kỹ hơn đấy, để thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo ha. Thì đây chính là cái hộp Vinslim V3 hàng chính hãng của công ty này. Thì nó có một cái lớp màng co để bảo vệ sản phẩm nha, nó có một cái lớp màng co để bảo vệ sản phẩm ở bên ngoài này, mọi người thấy chưa đó. Và ở trên bên hộp á, thì nó sẽ có một cái tem chống giả của Bifa ha. Đó, tem chống giả của Bifa nó rất là sắc nét đấy. Thứ hai nữa là cái tem vỡ của SDG, nó là cái công ty mà chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường á. Cái tem này nó là tem vỡ nha, của Bộ Công an cấp á mọi người. Đó, Bộ Công an nè. Thì ở phía sau của sản phẩm, cái công ty SDG là cái công ty này nè. Đó, phân phối là cái công ty phân phối sản phẩm ra thị trường nha. Và cái sản phẩm Vinslim V3 này thì nó là cái dòng sản phẩm viên sủi hỗ trợ giảm cân rất là hiệu quả và an toàn, và 100% từ thiên nhiên, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Nó rất là hiệu quả với điều kiện là chúng ta mua đúng hàng chính hãng nha. Một cái hộp như thế này nó sẽ 20 viên. Thì mỗi một viên á, thì nó sẽ chứa cái thành phần. Mọi người nhìn, hãy nhìn vào cái bảng thành phần đi, thì chúng ta sẽ biết được là cái sản phẩm này nó có hiệu quả để chúng ta sử dụng hay không, nó có an toàn cho chúng ta hay không. Gồm có chiết xuất cần tây, chiết xuất quả bứa, chistosan, L-casinin, glutamin, vitamin C, vân vân đó. Và công dụng đó là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo. Về đối tượng sử dụng đó chính là người trưởng thành, thừa cân, béo phì đó. Và cái cách sử dụng đó là một ngày chúng ta sẽ sử dụng 2 lần, mỗi lần một viên thôi đó. Và uống pha y như pha xe sủi á, với 150-200 lít nước đun sôi để nguội, chờ sủi tan hết và chúng ta sử dụng. Và chúng ta sẽ uống sau bữa ăn 20-30 phút nha. Và trong cái quá trình mà chúng ta uống sản phẩm thì chúng ta nên kết hợp với ăn giảm mỡ, tinh bột đó, tăng cường vận động thể lực đó. Và chúng ta sẽ không sử dụng cho với người mẫn cảm với bất kỳ cái thành phần nào trên đây. Và sản phẩm này nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha. Ở phía cuối của sản phẩm thì nó sẽ có cái mã vạch để chúng ta quét nè, cái ngày sản xuất, hạn sử dụng nè, mặt đáy của sản phẩm nè, mặt trên của sản phẩm nè. Đó, thì đó chính là cái sản phẩm Vinslim V3. Thì những anh chị nào mà đang gặp những cái vấn đề về cân nặng của mình á, những cái người mà bị ăn nhiều, ăn ít nhưng mà vẫn bị tăng cân á mọi người. Chúng ta nhiều người ăn nhiều tăng cân thì đã đành đúng không? Nhiều người á, ăn ít mà vẫn tăng cân, người ta nói là hít không khí thôi thì nó v�ẫn tăng cân á, chúng ta có thể sử dụng cái Vinslim V3 này. Nó là cái sản phẩm đã được xếp trong top những cái sản phẩm giảm cân an toàn, hiệu quả, đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể, hỗ trợ giảm béo và đào thải mô mỡ rất là an toàn. Đó, và nó sử dụng cái công nghệ Phytosome. Đó, cho nên là nó sẽ giúp hấp thu rất là tốt vào cơ thể của chúng ta và giúp chúng ta giảm cân một cách rất là an toàn nha mọi người nha. Cái viên sủi giảm cân V3 này á, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phân biệt thật giả nha. Cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp là đốt mỡ ngay cả những cái lúc ngủ, giúp chúng ta giảm được một cái số cân rất là đáng kể, làm giảm cảm giác thèm ăn, thèm ngọt, không gây mệt mỏi, cảm giác thư thái, tràn đầy năng lượng, không gây cảm giác chán nản, buồn nôn, giảm cân từ từ, không làm mất sự cân bằng đột ngột trong cơ thể. Đó, và khiến cho cơ thể chúng ta không có bị mất nước như những cái sản phẩm khác. Và thành phần 100% từ thiên nhiên sẽ giúp cho làn da của chúng ta đẹp, mịn màng, chống lão hóa, bụng thon gọn, săn chắc và không bị trùng và nhão da. Tình trạng thừa cân, béo phì sẽ được giảm một cách rất là an toàn, phù hợp cho cả nam và nữ nha mọi người nha. Và mọi người biết cái chất xúc cần tây rồi đó, cái chiết xuất cần tây với cái chiết xuất quả bứa là hai cái chiết xuất mà nó chứa cái hàm lượng rất là lớn ở trong cái sản phẩm V3 này. Thì nó sẽ giúp là ngăn ngừa cái sự hấp thu tinh bột, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ thừa, mô mỡ tích tụ trong cơ thể theo cơ chế là đào thải tự nhiên, giúp giảm
cân mà không bị giảm nước. Nó còn là thực phẩm giàu canxi, cái cần tây á, canxi, magie và vitamin K. Nó rất là tốt cho sự phát triển của xương khớp, tránh đau nhức xương khớp, linh hoạt hơn. Và cái tiếp theo nữa là cái thành phần về trái bứa. Trái bứa thì nó sẽ giúp giảm chuyển hóa đường thành chất béo, làm giảm kích thước các tế bào mỡ cũng như giảm quá trình tổng hợp cholesterol. Đó, và tryptophan được chiết xuất từ sinh vật biển thì nó là cái dạng chất xơ hòa tan có tác dụng tích cực đối với các cái tế bào da, giúp duy trì độ đàn hồi của da và chống oxy hóa rất là cao. Ok ha mọi người ha. Đó. Và những cái thành phần khác thì chúng ta có thể chủ động chúng ta tìm hiểu giúp mình ha, rất là hiệu quả luôn. Thì cái viên Slim V3 này để mà mua được hàng chính hãng á, thì mọi người lưu ý hai điểm thôi. Điểm thứ nhất là khi mà lấy hàng về, cái hộp của nó phải bự như thế này nha. Cái hộp cũ nhỏ á, là công ty bỏ mẫu lâu rồi, và hiện tại trên thị trường nó lưu hành cái mẫu cũ 100% là hàng giả. Đó, chúng ta lưu ý nha. Cái mẫu mới này công ty ra cả năm rồi, mẫu cũ bỏ hết rồi, không còn cái hộp nhỏ mà mua phải cái hộp to như thế này, hộp vuông hình chữ nhật như thế này ha. Rồi, thứ hai nữa là cái điểm cái tem chống giả của Bích Pha, nó phải có hai tem như thế này. Cái tem chống giả của Bích Pha này với một cái tem chống giả của SDG này. Mọi người theo. Đó là tem vỡ đó, tem vỡ đó thì chúng ta sử dụng ha. Và cái sản phẩm á, nó sẽ có cái mã vạch. Đó, cái mã vạch này là cái kiểm tra sau cùng thôi nha. Cái mã vạch này hàng giả web nó vẫn ra cho nên chúng ta kiểm tra vậy thôi, nhưng mà chúng ta phải kết hợp kiểm tra cả tem sản phẩm là phải đủ, có đủ hai tem như thế này mới đúng nha. Ai check này mọi người, đây mình mở lại cho mọi người xem. Đây là cái phần mềm iCheck này mọi người. Đây, iCheck đây, nó nhấp vô nha. Xong ta đưa vô chúng ta quét thôi. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Nó hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đã đảm bảo là hàng chính hãng để chúng ta mua và sử dụng nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi video này, và rất là hy vọng tất cả các anh chị và các bạn đã nắm vững hơn về sản phẩm này. Và nếu như mà cần tư vấn kỹ hơn á, thì mọi người có thể kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp theo số 0909 64 7968 để được mình hỗ trợ kỹ hơn nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Khỏe Bà Đẹp nhé. Xin chào mọi người.